Chào tất cả các em. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách xác định một cái dãy số bị chặn hoặc là bị chặn trên hay bị chặn dưới. Thì trước khi đi vào một số các bài toán ở trên phiếu, chúng ta có 4 bài nhé. Thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta qua về cái lý thuyết một chút. Này, nhắc vào cái lý thuyết một chút này. Chú ý. Ví dụ cho cái dãy số, cho dãy số UNL. Nếu như cái số hạng tổng quát của nó, nếu như ta chứng minh được cái số hạng tổng quát UNL mà nó nhỏ hơn hoặc bằng một cái số M. Đấy. Trong đó M là một cái số thuộc số thực chẳng hạn, số thực. Thì ta nói ở đây là với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1, tức là N thuộc N sao. Thì ta nói dãy số UN là bị chặn trên. Thế còn trường hợp nếu như UN lại lớn hơn hoặc bằng cái số N. Đấy, số thực, N là một số thực với mọi N thuộc N sao, thì ta sẽ kết luận UL là bị chặn dưới. Còn trường hợp bị chặn cả trên lẫn dưới tức là sao, là trường hợp thứ ba. Nếu như cái UN lớn hơn bằng N nhỏ hơn bằng M, với M, N là các cái số thực, thì chúng ta thấy, ta suy ra ngay đây, cái này là với mọi N thuộc N sao nhá, thì chúng ta sẽ suy ra ngay UN là cái dãy bị chặn. Đấy, hiểu là bị chặn là vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, đây là bị chặn trên tại M, chặn dưới bởi N thì là bị chặn. Đấy. Thì dựa vào cái này thì chúng ta sẽ làm các bài toán dưới đây. Thì các bạn lưu ý cho thầy là phương pháp là chúng ta sẽ phải đánh giá xem nào ở cái số hạng tổng quát của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng hoặc lớn hơn bằng một cái số nào đó để chúng ta xét tính bị chặn nhé. Bây giờ ví dụ chúng ta đi vào cái bài số 1. Khảo sát tính bị chặn của dãy số UN cho bởi số hạng tổng quát UN là bằng N trừ 1 trên N cộng 1 với mọi N thuộc N sao. Đấy, số tự nhiên khác không là số nguyên dương đấy đúng không, N thuộc cái tập số nguyên dương. Thế ta thấy như sau, ta có với mọi N thuộc N sao, tức là ở đây chúng ta hiểu là N phải lớn hơn hoặc bằng 1. Đấy. Thì chúng ta sẽ suy ra ngay N trừ đi 1 là lớn hơn hoặc bằng 0 đúng chưa, N trừ 1 lớn hơn 0 mà bản thân N cộng 1 là số dương đúng không. Đấy, một số tử lớn hơn 0 mà mẫu lại dương, vậy thì chúng ta suy ra N trừ 1 trên N cộng 1, cái này chính là UN đúng không, phải là lớn hơn hoặc bằng 0 nên là 1. Nhà cái đánh giá thứ nhất. Cái đánh giá thứ hai là thầy nói đây là bài 1 nhá. Cái đánh giá thứ hai là ta thấy này, cái N trừ 1 bao giờ cũng nhỏ hơn N cộng 1 với mọi N thuộc N sao đúng chưa. Đấy. Thì từ đấy chúng ta sẽ suy ra N trừ 1 trên N cộng 1 sẽ phải nhỏ hơn 1 với mọi N thuộc N sao, đây là 2. Thì chúng ta thấy ở đây nhá, UN này lớn bằng 0, UN lại nhỏ hơn 1. Đấy, đấy, từ 1 và 2 thì chúng ta suy ra cái điều gì? Từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra UN phải lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1 với mọi N thuộc N sao. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta kết luận vậy, cái dãy số UN là bị chặn. Đấy, đây là cái bài số 1, chúng ta đánh giá như vậy nha.
Đấy, chúng ta đọc cái bài số 2 xong là thầy hướng dẫn. Bài số 2. Khảo sát tính bị chặn của dãy số UN cho bởi số hạng tổng quát là UN bằng 1 trừ đi cos 2pi trên n với n thuộc n sao. Thì ở đây chúng ta thấy là đây là số hạng tổng quát có chứa hàm số lượng giác. Vậy thì phương pháp là chúng ta phải chuyển về một hàm số lượng giác và đánh giá cái hàm số lượng giác nhé. Và chúng ta chú ý là mỗi một cái hàm số lượng giác sin cos bao giờ cũng nằm trong cái giá trị từ âm 1 đến 1. Còn nếu ví dụ bình phương của nó hoặc là lũy thừa chẵn ấy, thì sẽ từ 0 đến 1. Đấy. Và chúng ta sẽ giải cái bài này như sau cho các bạn này. Thêm một chút. Bây giờ chúng ta nhìn bài số 2. Chúng ta nhìn ta có UN bằng này, chép lại thì bài 1 trừ đi cos của 2pi trên n. Vậy n thuộc n sao? Thì ở đây chúng ta sẽ triển khai này bằng, chúng ta áp dụng cái công thức là 1 trừ cos 2x thì bằng 2 sin bình phương x. Đấy. Thì cái này nó bằng 2 sin bình phương của pi trên n. Đúng không? Công thức lượng giác các bạn nhớ không? Đây thầy viết công thức lượng giác ở đây nhá. Là 1 trừ cos của 2 alpha thì bằng sin bình phương của alpha. Đấy, alpha ở đây chính là gì đấy? Chính là pi trên n. Đấy, chúng ta áp dụng công thức lượng giác này để biến đổi từ UN ra đây. Và ta thấy ngay cái này có thể đánh giá được rồi. Ta có sin bình phương của pi trên n thì bao giờ lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy, bình phương bao giờ lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhân với 2 vào đây. Vậy thì chúng ta nhân 2 với tất cả các vế thì 0 nhân 2 bằng 2 này, à bằng 0 này. Nhỏ hơn hoặc bằng 2 sin bình của pi trên n nhỏ hơn hoặc bằng 2. Và cái này chính là UN. Chúng ta trả lời hay. UN phải lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn bằng 2 với mọi n thuộc n sao. Đấy, vậy thì chúng ta kết luận theo định nghĩa là kết luận UN là dãy số bị chặn, đúng không? Vậy dãy số UN là bị chặn. Chà, đấy là bài số 2. Tiếp tục cái bài số 3 các bạn quan sát. Ở đây là cho dãy số UN có số hạng tổng quát UN bằng 1 trên 1 nhân 2 cộng với 1 trên 2 nhân 3 cộng với 1 trên 3 nhân 4 cộng vân vân cộng với 1 trên n nhân n 1 với n lớn bằng 1. Chứng minh rằng UN là bị chặn trên. Muốn chứng minh UN bị chặn trên thì chúng ta phải xem là UN phải nhỏ hơn bằng cái gì đấy, đúng không? Đấy, bây giờ thì ta biến đổi bài này như sau. Biến đổi một chút cái UN giống như kiểu cái chương trình học cấp 1 của chúng ta cũng vẫn biến đổi suốt đấy. Đấy, ta có này. Bài 3. Thì ta có như sau, ta có 1 trên n nhân với n cộng 1. Mọi người có nhớ cái này. Thì sẽ là bằng tách ra thành 1 trên n trừ đi 1 trên n cộng 1. Đấy, cái bài toán tách một cái phân thức này ra thành 2. Hiệu 2 phân thức này thì cấp 1 chúng ta làm nhiều rồi. Đấy, phân số gọi là phân thức. Đây là ẩn n chất siêu biết, đúng không? Đấy, ta có điều này. Và bây giờ ta sẽ áp dụng với n bằng 1. Thì từ đây ta suy ra 1 trên 1 nhân 2. Đấy, áp dụng với n bằng 1 vào cái công thức này thì ta được 1 trên 1 nhân 2 sẽ bằng 1 trên 1 trừ đi 1 trên 2. Đấy. Và tương tự như vậy áp dụng với cái số này là 1 trên 2 nhân 3 sẽ bằng 1 trên 2 trừ đi 1 trên 3. Và tương tự như vậy, vân vân. Thì chúng ta áp dụng 1 trên n nhân với n cộng 1. Thì cái này sẽ tách ra thành
1 trên n trừ đi 1 trên n cộng 1. Như vậy thì toàn bộ cái vế trái này cộng vào nhau sẽ ra được un, thì cũng bằng cái vế phải là cộng vào nhau, đúng không? Tức là ta cộng theo vế tất cả các bước đẳng mà cái đẳng thức ở trên, cộng theo vế đấy, cộng theo vế tất cả các đẳng thức, các đẳng thức trên thì ta được đấy. Thì thằng này cộng thằng này, cộng này tức là cộng theo tượng vế trái đấy, đúng không? Chính là UN. À đây là số hạng tổng quát, cho nên thầy viết là UN thôi. UN bằng 1 trên 1 nhân 2 cộng với 1 trên 2 nhân 3 cộng với vân vân cộng với 1 trên n nhân với n cộng 1 bằng. Thì chúng ta thấy này, nếu mà thằng này cộng vào thì chúng ta thấy nhá, đây là âm 1/2, đây 1/2 rút gọn này đấy, nhân chéo này. Tương tự như vậy, âm 1/3 này sẽ rút gọn 1/3 ở đây này đấy, như đây thầy viết 3 chấm đấy nhá. Như vậy là tất cả các đường chéo ở đây đấy, rút gọn hết. Vậy chỉ còn mỗi thằng đầu và thằng cuối, tức là còn mỗi 1 trên 1 trừ đi 1 trên n cộng 1. Và ta có thể nói vậy thì suy ra UN bằng 1 trừ đi 1 trên n cộng 1. Thì nhận thấy rằng đây là cái số gì? Cái số này là số lớn hơn không? Đúng không? Bởi vì với mọi n thuộc n sao thì n cộng 1 là dương, số 1 là dương, vậy cái số này dương. Vậy 1 trừ đi số dương thì chắc chắn là phải nhỏ hơn 1 rồi, chắc chắn là phải nhỏ hơn 1 rồi. Đấy. Vậy thì UN nhỏ hơn 1 với mọi n thuộc n sao. Vậy thì chúng ta kết luận ngay là vậy UN là bị chặn, là sẽ bị chặn trên. Đấy, theo đúng định nghĩa nhá. Và tiếp theo bài số 4 thì làm trực tiếp một phiếu nhá. Đây ta giải bài số 4 này. Ta có UN trừ 1 này sẽ nhỏ hơn N với mọi N lớn hơn bằng 1, đúng không? Đấy, đương nhiên rồi. Thì ở đây ta sẽ có, ta suy ra ngay n nhân với n trừ 1 phải nhỏ hơn n bình nhân hai vế với n với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Từ đây nghịch đảo lên thì là 1 trên n nhân với n trừ 1 sẽ phải thầy xin lỗi, cái này là chỉ xét lớn hơn 1 thôi nhá. Xét lớn hơn hẳn 1, cái này đã nhỏ hơn, nghịch đảo thì lại trở thành lớn hơn 1 trên n bình, đúng không? Đấy. Vậy thì ta có thể nói như sau. Vậy thì ta có 1 trên n bình sẽ phải nhỏ hơn 1 trên n trừ 1 nhân với n với mọi n lớn hơn 1. Đấy. Chứ không thể bằng 1 bằng 1 ở đây, thay mẫu không nguy hiểm. Đấy. Vậy thì từ đây ta sẽ thay các giá trị của n lần lượt từ gì, từ 2 đến gì, đến n. Bởi vì sao, ở đây là n lớn hơn 1 mà, đúng không? Lớn hơn 1 thì xuất phát từ n bằng 2. Vậy thì với n bằng 2 ta được là gì đấy? 1/2 mũ 2 nhỏ hơn, ta tách ra cái này là bằng, thay là bằng 2, đây thì 1 nhân 2 tức là 1 trên 1 nhân 2, thì cái này chỉ bằng 1 trên 1 trừ 1 trên 2. Đấy. Và tương tự như vậy là 1 trên 3 mũ 2 sẽ nhỏ hơn 1/2 trừ đi 1/3. Đấy. Và tôi có thể viết vào đây 1 trên 2 nhân 3 như này nhá. Vân vân. Và 1 trên n bình sẽ phải nhỏ hơn 1 trên n trừ 1 nhân với n, thì cái này sẽ là bằng 1 trên n trừ 1 trừ đi 1 trên n. Và ở đây chúng ta sẽ cộng vào vế trái là 1 trên 2 mũ 2 cộng 1 trên 3 mũ 2 cộng với chấm 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 cộng với 1 trên n bình sẽ phải nhỏ hơn vế trái này cộng vào này, thì sẽ được vế phải này cộng vào này phải nhỏ hơn, đúng không? Thì thằng này rút gọn này, rút gọn chéo này, rút gọn chéo này, vân vân, thì sẽ còn 1 trừ đi 1 trên n. Và cái này chính là gì? Còn thiếu 1 nữa.
thì mới ra được UN ở đây, tại vì UN là có số 1 nữa đúng không? Đấy, vậy thì ta cộng hai vế này với số 1, vậy thì suy ra 1 cộng với 1 trên 2 mũ 2 cộng với 1 trên 3 mũ 2 cộng vân vân cộng với 1 trên n bình sẽ phải nhỏ hơn 1 cộng với n là 2 trừ đi 1 trên n. Thì cái này chính là UN đúng không? Mà cái số này là số dương, vậy thì cái này chắc chắn là phải nhỏ hơn 2 rồi đúng không? Vậy thì suy ra UN nhỏ hơn 2 với mọi N lớn hơn hoặc bằng 2. Chúng ta trả lời vậy. UN là dãy bị gì? Bị chặn trên. Và suy ra điều phải chứng minh. Điều phải chứng minh. Đấy. Đây là cái bài cuối cùng. Và các bạn tham khảo thêm cái bốn cái bài này để chúng ta áp dụng cái tính chất bị chặn của một dãy số nhé.